Lệ cửu ơi, lệ lệ bác, trời ơi đứng nắng quá trời luôn, bây giờ còn chưa có ai tới hết, hai đứa mình nghỉ giải lao đi, giải lao nghỉ. Ông Lý ơi, ơi đi mau ông Lý ơi, có người tới nghiêm. Trời ơi ông Lý ơi ông Lý. Ủa sao nói lên huyện đường mà dắt tôi vô chùa vô miếu gì vậy ông? Chùa cái gì mà chùa, cái này là huyện đường mà. Ủa sao tôi thấy giống như chùa thiệt á. À, đó nè, có hai bức tượng ông thần ở đây nè, thấy chưa? Đó, thằng cha này nè, thằng cha này thần ác nè. Nó cái mặt cha ác ghê chưa? Đó. Trời ơi, giòn chả vui quá à. Ừ, còn ông này thần thề nè. Đó, cái miệng méo xẹo, cười thấy ghê luôn vậy đó hả? Giòn chả là thấy vui cười rồi. Nhọc. Nhọc. Ý, tượng biết nói. Nhọc. Tượng cái gì mà tượng, mệt quá. Vô duyên à. Em tưởng anh là tượng chứ. Lễ bác, nghỉ với lao. Nghỉ à? Để cái lộn với hai anh này. Anh nghĩ sao vậy? Đây là huyện đường, chứ phải miếu. Thấy quan đứng không? Làm như tượng vậy. Tứ gì không à? Ủa vậy nói vậy anh đây là... quan. Trời, quan. Ừ. Nó nghe nè, quan gì mà đỏ lồm đỏ lét. Quan này chắc quan đặc biệt quá à. Anh ơi, tụi tôi lên đây muốn gặp quan để tụi tôi kiện thưa. Ờ, tụi tôi kiện thưa mà. Biết dạ, không? Dạ, gặp quan lớn. Ừ, gặp quan lớn. Dạ. Thì phải qua quan bé. Ủa, vậy nói vậy anh đây là... lệ cửu. Ủa ông Lý ơi, đàn ông sao họ lệ vậy ông? Lệ văn cửu. Ờ. Ê, nghĩ sao vậy? Cái lệ là cái chức của người ta, chứ họ nào? Ủa cái chức hả? Vậy ông chức gì vậy ông? Lớn lắm á. Dạ. Ngày hôm nay mà quan được như vậy á, một tay nhờ ta. Vậy hả? Sao anh? Quần áo quan ta giặt. Trời ơi. Nhà quan ta lao. Trời ơi. Cơm của quan á ta nấu. Trời ơi. Vậy nói vậy anh là ở đạo đó. Trời ơi. Trời ơi cái gì? Cái gì? Ở đạo mà trời ơi trời ơi. Ôi trời ơi, vậy à, anh cửu, anh cửu. Giả mặt bây giờ. Ông bỏ gì không có biết gì hết trơn á. Phải gọi là anh Kiểu. Anh Kiểu. Ồ, vậy là phải gọi là anh Kiểu. À, phải bẻ miệng vậy hiểu chưa? Dạ. Cửu 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 gì? Hả? Định nói cửu gì? Không biết. Không biết gì? Khó chịu à. Cũ mà cũ cũ à. Ông nó dữ quá à. Nói nghe nè. Dạ. Muốn gặp quan vào. Dạ. Muốn gặp quan lớn phải qua quan bé. Dạ biết rồi. Biết chưa? Dạ. À, tưởng gì dễ quá à. Cái vụ này em biết. Biết không? 2, 3. Trời ơi. Hay hơn anh luôn á. Dạ, dạ này tan vợt, dạ. Mình đi bán đồ như vậy. Dạ, đồ này đồ em bị mất cắp, em làm tan vợt em lên huyện đường. Sao tao nhúng, tao nhảy có duyên quá, mày nhúng nhảy rớt lưng à. Ủa vậy chứ, vậy là gì? Tiền. Tiền hả? Ờ. Đợi em chút nha. Thầy Lý ơi. Ê. Cái anh bên này anh dễ thương quá trời luôn á. Thầy rảnh qua nói chuyện với ổng, còn ổng vui lắm. À vậy hả? À, anh cũ, nói nghe nè anh. Cũ, 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 cũ gì? Giả vào mặt bây giờ. Kiểu. À. Anh... cái tên của tôi phải bẻ miệng hiểu chưa? Dạ. Anh... có chu cái mỏ cũ cũ. Dạ. À... dạ dễ thương quá. Tôi chỉ ấn cái chữ cũ lắm à. Anh Kiểu. À. Thứ gì không mà. Dạ. Mày tức cưa cái cha mẹ đặt sao mà bực mình ghê vậy? Dạ giờ anh à, Kiểu. Kiểu kêu em làm gì? Nói nghe. Dạ. Gặp quan lớn phải qua quan bé, biết điều không? Mỗi chân trời quá. Trời ơi, tưởng chuyện gì em cũng làm giống y vậy. Mày không hả? Sao? Tao kêu đưa tiền á. À, đưa tiền hả? À. Đủ chưa? Còn đưa hết luôn y. Thôi, nhiêu nó đủ rồi. Rồi. Mình xong rồi đó, tới bạn đi bác ơi.
Dạ chào anh. Dạ anh tên gì? Hồi nãy giờ không nghe biết tên gì hả? Bởi vì người ta có lộn mà. Tên này là Lệ Bác, mà tên thiệt là Lệ Hả chứ không phải là Lệ Quạt. Dạ 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 chào anh Bác. Dạ anh Bác muốn gì à? Muốn gì hả? Dạ. Tại bên kia muốn cái gì vậy? Dạ bên kia dài dài dài. Bên kia sao? Vậy vậy vậy. Dạ. Tao không có, tao vậy vậy. À em cũng hiểu luôn rồi. Thầy Lý ơi. Ơi. Anh bên này ảnh vui quá trời luôn á. Vui anh lắm. Kiểu á à. Bây giờ anh Bác anh vui y chang vậy luôn á. À anh Bác ơi. Vậy mày bán cá chứ gớm luôn. Giống cái gì? Mày vô cái mặt tao nãy mày nói tao giống cái gì? Giống gì không biết à. Không biết hả? Thì bây giờ đó thì mày biết điều đi. Hồi nãy không biết thì bây giờ biết chưa? Thì cũng giống mình kia hả? À. Mà vậy ơi đưa tiền mà vậy. Tao nãy bên kia đưa tiền thì vậy, táo thì vậy nhưng mà tao có hai món nữa. Dạ. Nè. Dạ xong rồi đó anh Kiểu. Xong hết rồi phải không? Dạ xong rồi. Rồi ra ngoài kia chờ đi. Dạ. Đừng nào quan lớn đến nó cho vô. Dạ chăm sự nhờ anh Kiểu giúp giùm em với ông Lý. Dạ. Tự nhiên. Xin nghi ngờ ngày nó mở miệng ghê. Vậy kệ đó, mình phải làm vậy có tiền rồi nọ chứ, cơm cháo chứ. Thế này rồi nghĩ với tao đi. Thầy đề đến, thầy đề đến. Quan huyện tới chưa? Dạ chưa tới. Làm việc gì thế? Quan không biết làm gương cho kẻ dưới gì trơn, đi làm trễ hoài. Tao nói có đúng không? Dạ đúng. Ừ. Tức lắm rồi bữa nay tao mới nói cho hai đứa mày nghe. Tức là nói quan không nghe cái gì? Ừ. Vậy thầy đề đừng có lo, chừng nào quan tới cho em nói những gì mà thầy đề nói nãy giờ cho quan biết. Tốt. Ê, giỡn hả mày? Mày mà nói tao giết mày chết cái chứ. Tao mà có chết tao cũng giết mày trước, rồi tao mới chết sao chứ. Quan đến. Quan đến. Quan dạ. Dạ, con chào quan, con mời quan vào. Dạ chào quan, mời quan vào. Dạ chào quan, là mời quan vào. Dạ dạ chào quan, mời quan vào. Dạ 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 chào quan, mời quan vào. Đến nãy giờ. Ủa, quan đi ngõ nào mà em không thấy? Thầy quên là quan chuyên môn đi lòn hả? Quan chuyên môn đi cửa hậu. Ừ. Ngồi ở đây. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ, vợ cho uống gặp mặt rồi mà chưa cho ăn. Vợ cho uống gặp mặt rồi phải không? Dạ. Chưa ăn miếng nào ha? Dạ. Để rồi xong việc rồi cái tôi dẫn thầy về nhà, vợ thầy cho thầy ăn. Dạ cấp. Ngồi đi. À, tôi sẵn ngồi chờ đánh cờ, tôi gỡ lại cái hôm qua coi. Ê Lệ Cửu. Dạ. Đi mua bình trà với lại bánh mứt gì đây để tao đánh cờ với thầy đề coi. Ừ. Dạ mà mua trà nước hả quán? Ừ. Dạ. Tao là chó hả mày? Tự nhiên là tao ngồi cái mày ngó tao mày nè. Tao chó hả? Dạ ừ? Phải tiền hả quan? Tiền cái gì? Tiền mày bỏ tiền ra mày mua về cho quan hiểu chưa? Dạ mấy lần trước con đi mua quan nó có trả tiền. Mua là quyền của mày. Dạ. Trả không là quyền tao chứ. Thưa quan. Thế mày ngu hả? Thưa quan. Để cũ luôn đi để con đi cho quan. Rồi mày đi mua đi. Ghi nhớ nghe chưa? Dạ. Nghe không? Lập công cho mày túi không. Thầy đề nè. Dạ. Hôm rày rồi có ai kiện cáo gì không vậy hả? Dạ hôm rày nhờ ơn đức của quan, cho nên trong huyện không ai thưa kiện gì hết trơn à. Vậy à? Dạ. Nhờ ơn đức của tôi à? Dạ. Không ai thưa kiện hết. Dạ. Mình lấy gì sống? Làm quan mà không ai thưa kiện là lấy cái gì sống? Thầy phải hiểu điều đó chứ. Thầy là thầy đề, thầy phải đi xúi người dân, đốc dân, nghe không? Cho người ta kiếm chuyện, phải đi kiện, đi thưa, rồi mình mới có chuyện mình làm. Chứ nếu mày đứng đây mày nghe lén rồi nghe mày. Làm gì vậy? Dạ, đứng nghe. Nghe cái gì? Tao nói công khai chứ có gì đâu. Để nó đi. Thấy không? Coi kỹ rồi coi có vụ kiện nào không?
Dạ, có vụ này mà em thấy nhỏ quá, em không dám thưa lên quan. Nhỏ quá phải không? Dạ. Có nào có máu mặt không? Dạ có. Có tên Trùm Sò đứng nguyên đơn. Trùm Sò đứng nguyên đơn? Dạ. Giàu có không? Dạ không biết giàu không mà hộp xoàn nó cá bụng gì. Hộp xoàn nó cá bụng hả? Dạ. Chỉ là nó giàu đôi chứ sao không? Dạ. Yeah. Giờ chuyện bé là mình phải xé ra to. Dạ. Yeah. Nắm thật có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu. Trọc đầu đâu có tóc đâu mà nắm. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm thầy coi tôi ra tay. Hiểu yeah. chưa? Dạ yeah, hiểu. Thầy coi tôi làm việc. Dạ. Yeah. Để mà học hỏi. Thấy không? Dạ dạ. Lời cửa. Dạ. Yeah. Rồi chúng nó vào. Cho mời Trùm Sò lý trưởng vào. Hai cái thằng này múa đều dữ. Dạ, con lý trưởng cồn hên, có chút lễ gì tiền diễn quan, nhờ quan trên nhận cho. Lý trưởng nữa hả? Dạ. Mai mốt đến hầu quan uống nước chanh cho nó nhiều nghe không? Dạ. Nói quan không có nghe được cái gì hết. Trời ơi. Không à. Quan à, ông này mà uống nguyên giường chanh cũng vậy à. Nói cái gì nói rõ quan nghe. Dạ dạ con lý trưởng cồn hết, có chút lễ di thiền nhờ quan nhận cho. Vô lễ. Dạ. Đem lễ vật hầu quan vậy à? Dạ. Cũng biết càng ngày càng dễ vui đó mà. Tại dạ. sao mà đem lễ vật tới hầu quan? Dạ. Lễ vật có gì? Dạ. Trà rượu bánh mứt. Trà rượu bánh mứt thôi à? Dạ bẩm quan. Dạ còn có nhang đèn và giấy tiền vàng bạc. Dạ. Cúng ai vậy? Dạ cúng cô hồn. Dạ. Trời ơi quan ơi, nó nói mình là cô hồn đó. Dạ. Nó nói hồi nào? Nó chỉ nói nó cúng cô hồn khơi khơi vậy thôi. Tự nhiên là thầy nhận mình là cô hồn vậy đó. Thầy làm thầy đây mà thầy không có sáng suốt gì hết trơn cái trỏi rồi thầy đây. Dạ. Thiết là mệt chứ thầy ghê không biết bao nhiêu lần rồi chứ đó. Dạ. Lễ vật đâu? Dạ. Lễ cửu. Dạ. Đem về cho bà. Dạ. Dạ quan, ở trên đó còn cái gói nữa đó quan. Cái gì nữa? Dạ còn một cái gói. Gói gì? Dạ, gói vuông vuông nữa. Vuông nữa. Dám hối lộ hoàng quan vậy à? Dạ. Lần thứ nhất quan tặng thời tha cho. Dạ. Lần sau cũng vậy. Rồi. Cái câu này quan nghe rõ nhất nè. Đem về. Dạ đem về á quan. Dạ con đem. Mày đi đâu hả? Dạ đi cửa trước. Cửa sau. Coi cái nào xấu á cho quan biết để quan đổi lại nghe không? Dạ. Trùm Sò đấy ha. Dạ. Mày giàu có lắm hả? Dạ bẩm quan không biết em có giàu hay không mà nhà em ruộng cò bay gãy cánh. Muốn gãy chút tao cho gãy. Dạ. Hai đứa bay đứng ở đây đi. Dạ. Chờ quan xét xử coi ai rồi sao nghe chưa? Dạ đội ơn quan. Ừ, đứng đó chờ đi. Dạ. Lễ cửu. Dạ. Cho đòi thị hơn. Cho đòi thị hơn. Ủa sao quan ra đây hồi nào vậy? Trời ơi, kế bên mà không có nhắc nhở gì trơn coi vậy. Thấy quan đi lạc là phải kéo vô chứ. Dạ dạ, em có đi theo chứ mà tại quan thấy. Thầy đi theo rồi thầy làm gì em lưng tôi vậy? Dạ, em tưởng lưng quan là cái bàn em giết. Trời ơi, quan quan làm gì? Dạ dạ dạ. Làm gì ra cái gì hết trơn? Vụ kiện thưa đó phải không? Dạ. Thị Hên. Dạ. Thị Hên có nhận lời khai trong đơn này có đúng vậy hay không? Lý trưởng xã Đại Giang chứng rằng Trùm Sò nó bị mất trộm, mà tên trộm đó là một thằng đuôi. Nó vừa trốn mất khi hồn lại còn phóng hỏa đốt điếm cành.
mà làng xã chưa bắt được kẻ gian manh. Và thưa quan, bây giờ em mới biết được chuyện mất trộm ở nhà ông Trùm. Em chỉ thấy họ ập đến nhà em, vu oan rằng em chứa đồ ăn trộm. Vậy à? Rồi họ hùng hổ muốn bắt em. Nếu em hà tiện chẳng chịu lo tiền, vậy là Lý Trưởng Hà này nó muốn kiếm chuyện bao vu cho phụ nữ đã đẹp mà lại hiền. Chắc chắn nó sẽ phải vô tù, đã mất chức mà còn bị đóng gầm. Dạ, quan cho con quá quan ơi. Đồ mất trộm hồi tối hôm qua đó được kiếm ở trong nhà của y thị của Trùm Sò đó quan. Dạ ơi. Phải đó quan. Dạ thưa quan. Đồ mất trộm Trùm Sò nằm trong nhà thị hến. Dạ. Chắc chắn y thị của Hòa Trữ đồ giả. Thầy đi. Ờ nhưng đúng. Quan quyền. Nhưng mà phải có nguyên nhân. Không lẽ đàn bà gái đẹp vậy mà đi ăn trộm? Đúng đâu quan. Đàn bà đẹp đâu bây giờ mà đi ăn trộm đâu. Được rồi, Lý Trưởng nghe ta xét xử nghe. Dạ. Thị Hân. Dạ. Hãy trả lời rõ ràng cho quan nghe. Dạ. Quan che chở cho. Dạ cảm ơn quan. Tại sao có đồ mất trộm ở trong nhà? Dạ bẩm quan. Kể từ lúc giữa đường gãy gánh, em lo thủ tiết đến nay, thân cô đơn phải tìm cách sinh nhai, dựng quán nước qua ngày mua bán. Ghi vô giữa đường gãi gánh. Dạ có gãi thiệt không vậy? Dạ thưa quan, đã gãy 2 năm. Ghi vô. Dạ 2 năm. Ê khỏi ghi, cái này để tôi nhớ tôi xử được rồi. Tiếp đi. Dạ bẩm quan, rồi bỗng Trùm Lý Pháp Sư Ba Mạng với cốt đồng vô ác ấp giao nhà. Họ nói rằng mất trộm tôi hôm qua, em qua trừ chia lời cùng đạo. Tắc ác 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 ác. Trời ơi tôi mất đâu mà còn đôi nói tôi đạo tặc nữa. Đây này. Rồi thầy Lý rồi nè. Em vẫn là vẫn thầy Lý nè quan. Sao? Em xin khai tiếp nghe quan. Nói ta nghe. Có quan trong lưng là em yên tâm lắm đó. Trong hết thảy luôn chứ không phải cái dạ. Lưng không. Quan muốn chống chỗ nào quan chống. Em giờ cũng đâu có chồng đâu mà em sợ. Cái câu này dễ thương, ghi vô. Dạ. Khỏi. Để tôi xử được rồi. Dạ. Quyện quan ơi, thân gái giá chồng phòng không chiếc bóng, sớm tối quạnh hiu chẳng có ai bầu bàn. Em thao thức từng đêm lê sầu khắc khoải, nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng. Tuổi phận cô đơn không người đối tượng, lại bị vu oan chưa chấp đồ gian bơi. Người ám hại em phải biết tính làm sao, nhờ quan đoái thương tình. Em đang yên ổn làm ăn bông tai nạn thình lình, quan nghĩ coi 100 bạc số tiền lớn lúc bán buôn ế ẩm, thì em chạy đâu ra một thân quá mùa phòng không. Thầy Lý liền nổi giông gió đùng đùng, nếu không nạp thì phải dạy lên quan làm tư. Được nhờ quan trên mình sẽ cho em nhờ. Đúng rồi đúng quan, ông thầy Lý nó cũng vu quan giấu quả cho người ta nè quan. Quan đập ổng đi, quan cho người đập ổng, bắt ổng đóng chăn đi quan. Chọi cái ly này vô mặt mày. Ủa gì vậy quan? Ai cho mày ngồi vậy hả? Mày ngồi mày nói chuyện với tao, nãy giờ tao tưởng mày bạn tao không à. Ra cái đứng. Em lộn, em tưởng em là bạn quan. Thank you.
Hết nói thầy đề rồi. Thấy tôi hở thầy chớp, tôi hở thầy chớp vậy đó hả? Dạ hả? Sao vậy? Dạ em tưởng quan bỏ em hốt. Bỏ cái gì bỏ? Chưa có gì hết sao bỏ? Xin lỗi quan. Bậy bạ không à? Dạ quan cũng đừng trách thầy đề, tại em không có nơi nương tựa nên em nhảm hốt đại. Không có được. Hồi nãy Hến nói là Hến không có bầu bạn. Dạ. Đừng nên có bạn rồi có bầu. Dạ. Qua đây ngồi nè. Dạ cảm ơn quan. Kế thằng này nguy hiểm lắm. Giờ nằm giờ queo thấy ớn. Thằng Lý Trưởng này quá quắc phải không? Lễ bác. Dạ. Đánh nó 30 hèo cho nó bỏ tội. Dạ. Cái gì vậy, động đất hả? Ngủ hả? Dạ, ngủ rồi quá. Vậy mà hết hồn tưởng động đất. Nó ngủ đánh nó vài chục heo nó sơ thức dậy à? Dạ, thưa con. Cái gì dạ, nữa? Quang. Cái gì? Quang còn nhớ không? Nhớ sao? Trong một đêm mưa tầm tã, một người một ngựa băng rừng lượt suối. Ngắn gọn đi. Thầy có dài dòng mất thời gian quá. Dạ thì người của quan phủ tới đây gửi gắm Lý Trưởng. Lý Trưởng này làm Lý Trưởng tới già chết thôi không ai thấy được. Vậy à? Dạ. Tới chết mới có người thay được phải không? Dạ. Cho nó uống thuốc đi, cho nó uống thuốc chết đi. Vậy bà. Không được. Cho nó uống thuốc chết đừng ở tù hả? Em ý kiến tầm bậy. Cảm ơn thầy. Dạ. Đó thầy đề là phải nhắc nhở với cái chuyện đó. Dạ cảm ơn quan. Lễ bác. Dạ. Bà ông mâm này về đi. Dạ. Kỹ lưỡng nghe đồ dễ bể đó nghe mày. Dạ. Chuyện ra đi. Chưa. Trời ơi, tưởng thị hết không. Thôi, cảm ơn ông, tôi đi về. Thầy Lý, thầy Lý ơi, thầy Lý đi đâu vậy thầy Lý? Tôi đi về. Trời ơi, ở đây tôi sợ quá. Dạ. Ông ở đây ông chơi với quan đệ đi. Quan Nguyễn vui lắm. Thầy Lý ơi, đợi em với thầy Lý, em về luôn thầy Lý ơi. Trần Sa. Dạ. Vào hầu. Quan ơi, cho em bỏ em xù đi quan, cho em về đi quan. Xù cái gì? Dạ, em nhớ má em quá quan ơi. Tự nhiên mày đi thưa kiện người ta cái mày nhớ má mày hả? Dạ. Vô đây rồi hầu quan. Dạ vô. Quỳ xuống đó. Dạ quỳ. Quỳ xuống. Dạ quỳ. Quỳ xuống. Dạ quỳ rồi. Cái thứ gì quỳ hay đứng cũng không phân biệt được mà. Quan thông cảm bị nó lùn quá mà. Mai mốt rồi tập kéo lên cho cao như thị hến vậy đó biết không? Dạ. Kéo hoài cũng đâu có ra đâu. Nó đứng nói chuyện con mà con mỏi cổ con chán là sáng giờ chửi lộn gì không. Mày thấy khổ cho thị hến không? Dạ. Mai mốt nói chuyện thị hến bắt cái ghế đứng nói chuyện hiểu chưa? Dạ. Trùm sò đó em. Dạ phải. Đồ đạc mất trộm là của trùm sò phải không? Dạ bẩm quan, đêm 23 em bị mất trộm, qua ngày 24 em gặp cụ mất trộm tại nhà của thị hến. Quan hãy hỏi kẻ qua chữ đầu gian thì sẽ rõ đó quan. Được rồi. Tan lễ, vật đó quan. Lễ cửu. Dạ. Đem về cho bà. Hả? Quan ơi, đồ của em mà quan lộn quan. Anh Kiểu. Đồ của em á anh Kiểu. Anh Kiểu làm gì thế ghê quá anh Kiểu. Trời ơi trời. Trời ơi. Ây da trời ơi. Trời ơi quan ơi, đồ này của em mà quan. Đồ của em. Lấy con coi đồ mà tưởng nó đánh football. Đồ của mày là ở nhà mày. Tới cửa quan là của quan nghe chưa. Lễ bác. Dạ. Đánh 30 hèo cho nó bỏ tội nó. Quan ơi em tội gì đánh em đâu có tội gì đâu đánh em. Mày quan. Có tội lớn lắm. Dạ tội gì? Cái tội của mày là mày ỷ giàu có. Mày ỷ mày là phú hộ. Mày bắt thị hết làm vợ bé không được rồi mày thưa mày kiện người ta ăn cắp đồ phải không? Trời ơi. Trời ơi em thề. Em thề đó quan, vợ lớn em còn chưa có, đừng có nói chi mà vợ bé quan. Mày nói cái gì? Em chưa có vợ lớn. Tao là quan. Tao bắt mày có vợ bé trước lấy vợ lớn sao? Quan là có quyền hiểu chưa? Dạ hiểu. Cãi hả? Đánh 30 heo hết cãi. Anh Kiều. Anh Ba. Anh Ba.
đợi em chút. Hỏi chi vậy? Em cởi đồ. Em sợ hư áo dài của em. Nói rồi mà. Trời ơi, sùng sò cái áo sợ. Rồi cởi đi. Dạ, vụ gì anh? Vụ này. Ủa nãy ông Lý đưa rồi. Nãy khác đi. Ông Lý đưa rồi, hai em ông Lý Hùng mà. Tao nói lẹ lẹ lắm. Hoàng ý. Đánh nó đi. Dạ. Nhớ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Nhìn mày đánh tao phát mệt. Đánh làm gì mua. Trời ơi. Sao? Ủa, vụ gì nữa vậy thầy Đề? Có không? Em còn em chết liền luôn á. Không còn phải không? Dạ hết rồi. Quỳ xuống. Dạ. Tao không có đánh mày bằng gậy đâu. Dạ chứ đánh bằng cái gì? Tao đánh bằng võ công thâm hậu của tao. Dạ thôi. Quỳ xuống. Dạ quỳ. Giờ hai tay lên. Dạ. Thầy Đề Vĩnh. Thầy Đề nè. Dạ. Mai mốt thầy coi lại cái giới tính của thầy. Đàn ông con trai không ai chọt cù lét với nhéo hết trơn à. Tôi là để ý thầy cả tháng nay rồi. Dạ để ý gì? Nổi cái áo của thầy không là thấy kỳ rồi. Hết màu rồi hả? Mệt với thầy luôn vậy đó. Trùm sò nó sao rồi? Hả? Dạ để con coi. Nó sao rồi? Dạ để con coi. Ý, chào Hoàng ơi. Thầy Đề hồi nãy mày nhéo mày chết rồi. Chết rồi à? Dạ chết rồi. Đánh 30 heo nó sống vậy? Dạ. Chưa Hoàng ơi, chưa có chết Hoàng ơi. Tao tưởng đâu mày hồn lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ chưa Hoàng ơi. Lý ra là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng bỗng nghe tiếng quát nạt của quan hồn sò vội vàng quay trở lại. Trở lại làm gì? Vì thương xác sò phải quằn quại với 30 ngọn rối ác hại. Trời ơi, vậy mà người ta chẳng chút lòng thương nỡ đánh cho nó bầm dập như thương để bị người ta đem hốt bỏ bên đường. Hè. Văn chương gì kỳ cục. Tôi thầy đừng nói nữa. Để tôi lầm mà tôi nấu chè. Ông bà mình nói thiệt quá không sai. Khi thương trái âu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Phải chi mà tôi có đôi mái cong, đôi môi lắng lơ đã tình, đôi mắt nhung đen quyện và nụ cười giống như hằng nga. Sao có thằng này nó ước những cái điều mà không bao giờ nó có trên. Thì cũng giống như thầy thôi. Sao? Ước mơ mà ai mà không có mơ ước, đúng không? Sao? Thầy cũng từng mơ ước ông Quyện ông chết rồi thầy lên thầy làm ông Quyện, có không? Có. Ông đâu bao giờ chết đâu. Bởi vì tao mới tức. Dạ nó nói với em không nói. Thầy hiền quá. Thầy vô số tội à. Ước vậy chi vậy? Dạ để thân của sò khỏi bị quần xanh quần đỏ mà không một ai đôi hoài thương hà. Ghi vô. Dạ. 400 quan tiền phạt. Hả? Quan ơi tội gì quan? Lạm dụng làng hơi. Trời, trời ơi quan ơi tao con quan ơi. Ê. Dạ. Thêm 200 quan cái tội mà lao chùi huyện đường không có xin phép. Trời ơi là trời, tôi đến đây chi ơi trời, tôi đến đây làm chi ơi ơi, trời ơi trời ơi trời ơi trời là trời.
thêm 400 quan nữa. Dạ. Tội gì quan? Ca nhạc ngoài luồng. Thầy Đề, tổng cộng là bao nhiêu vậy thầy Đề? 1000 quan. Trời ơi, quan ơi, bớt cho em đi nhiều quá, em không có nổi quan trời ơi. Trời đất ơi, bao nhiêu đó, không bằng ông rụng một sợi lông chân nữa mà. Thầy Đề, không cần buông lời chậm bím, để cho thân sò, giờ đây phải sống đau thương, đơn đau vui bao rồi đò, giờ bập dập nát tan còn đâu. Tưng, 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 vô. Xin quan hãy thương cho sò, đình dập vùi nát tan đời qua. Đời qua hả? Dạ. Tao đóng cho mày thêm 1000 nữa bây giờ. Mày mà đời qua hả? Tội gì quan? Thầy rảnh quá hả? Dạ sao? Nó ca nhạc nó làm gì làm thế kệ nó. Đứng lên tưng 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 vô. Dạ ngồi mình buồn quá. Thầy nhớ lại nghề cũ của thầy đi đời ngồi đó đó ha. Bây giờ chuyển rồi. Lâu lâu mới đờn. Thấy không? Bây giờ là hề. Ủa đề đề. Hiểu không? Không có đàn mà là đề. Dạ. Mệt với thầy quá. Trùm sao? Dạ. Về lấy tiền nộp phạt. Giờ phải về thôi chứ ở đây làm gì nữa. Hồi trước người ta nói hoài mà em đâu có tin đâu. Con nhỏ kia nó mất có con gà đó lên nó kiện cái quan bắt nó đền nguyên con bò luôn vậy đó. Bởi vậy trời ngu sở ở đây em phải đi về thôi. Mày mắc đặt dưới vậy mày? Biểu đi về mày nói hoài. Về đi. Không có về được quan ơi. Sao vậy? Nãy vô có đôi guốc tự nhiên về đi chân không về kỳ quá quan. Mất thì bỏ đi kiếm làm cái gì? Ôi đâu được quan trời ơi, guốc cũng tiền mua chứ không phải xin ai có đâu quan. Xin phép quan cho em lục soát huyện đường này chút xíu coi. Cái gì mày? Thầy đàn. Ở đây làm gì có guốc? Dạ có, cho em khám bàn chân yêu dấu của thầy chút xíu nha. Để chứng tỏ tao trong sạch. Dạ. Xem đi. Dạ, mời thầy 2, 3. Dở lên 2, 3. Trời, còn hơn tôi nữa trời. Trời ơi, thầy đề mang hai cơm. Trời ơi, em chán vắng mặt mày quá thầy đề ơi. Trời ơi. Quang. Gì? Dạ. Thôi Quang em dám đâu trời. Ủa bà làm gì vậy bà? Tôi la trước sợ xét chân tôi. Trời ơi bà làm gì bà có giá lắm vậy? Không có giá chị cũng được ngồi ghế đó nha cưng. Hết này. Em thấy đôi guốc em đâu rồi? Em biết rồi. Anh Kiểu ơi. Hả? Kiểu yêu dấu ơi. Đây. Cho xin lại đôi guốc ơi. Guốc nào? Guốc đang mang chân á. Của ai? Chắc của em. Của em hả? Dạ. Lấy đi. Chiếc nữa. Lấy đi. Trời ơi. Trời ơi. Nguyên con mà như vậy hả trời. Trời ơi. Thôi hết rồi. Tiền đã mất còn. Lệ Cửu. Dạ. Mày không có xài được cái gì hết. Có đôi guốc mà giấu cũng không được nữa. Thầy Đề. Dạ. Bữa nay tan chầu nghỉ sớm một bữa. Dạ, chưa tới giờ về. Về đi, tôi cho thầy nghỉ sớm, vụ thị hến để tôi xử được rồi. Bữa nay em muốn làm thêm giờ. Thầy lúc này xiên quá ha. Dạ, bữa nay em xiên lắm. Xiên mà xiên kỳ cục quá ha. Đi về đi. Dạ, Quang anh về. Lệ Cửu, Lệ Bác. Dạ. Tan chầu nghỉ sớm một bữa. Để cho tụi con ở đây hầu quán. Khỏi hầu, khỏi chầu, về sớm đi. Dạ, về sớm. Nghiêm. Thằng trước bước. Bên phải quay. Chết của. Lộn hoài à. Bên phải quay.
về sớm ngủ sớm. Trong huyện này bị chó cắn hết trọi, không có thằng nào tỉnh hết á. Bữa nay tôi chết chỗ này hên nè. Dạ. Chuyện của em tuy chưa tỏ rõ, nhưng thấy em cô đơn quan cũng thương tình, từ nay nên lui tới hầu quán thì mọi việc sẽ đều ổn thỏa. Dạ, đa tạ quan lớn đã thương. Ừ. Em một thân một mình quạnh hiu sớm tối. Ừ. Rủi ro tai bay quả rời, đỡ nâng không biết cậy nhờ ai. Mai nhờ có quan anh thương. Tình hết lòng chở che, chứ cái quân ý tiền, thường là quân thất đức. Mỗi khi ghét ai thì nó hay kiếm điều nó du quan đó. Hết nè. Dạ. Hình ơi, hình đừng có lo. Dù ai có gia tài muôn xe thì cũng không sao qua được quyền hành của quan anh. Quan hả? Em lo đêm hôm. Sao? Rồi đó có những kẻ nó biết là lo, lúc đó đã có hoàng anh sẵn sàng cận kề bên em để mà lo toan đây nè. Dạ. Kể từ hôm nay quan anh đây sẽ đích thân di hành, quan sẽ xét từ đầu trên cho tới xuống dưới. Sáng trớn của quan đi, quan sẽ đến để mà xét nhà của em luôn. Thôi em chịu đâu, em chịu đâu. À? Bộ quan bộ nghi ngờ em có qua trữ đồ gian thiệt sao mà xét vậy nè. Cũng phải xét chứ không có. Rồi trời ơi, quan bị lây rồi. Quan là đàng hoàng lắm mà hên làm quan lãng hoàng. Gặp quan em cũng muốn đứng thẳng luôn rồi, em dẹo với cái bàn luôn rồi. Bữa nay tôi chết chỗ này là trời. Đừng có lo nghe không, quan phải xét để cho mọi người nhìn vào thấy là quan có đến nhà của thị hơn. Quan xét từ trên xuống dưới không thiếu chỗ nào, nhất cử lưỡng tiện mà, nhớ nghe không. Dạ. Tối nay dạ, trà rượu bánh mứt hầu quan nha. Dạ. Ôi cha, Điểm ơi. Hên đó, Hiểu ơi. Bàn tay dễ thương quá. Cái tay mà dễ thương vậy, cái chân nó còn dễ thương hơn nữa đó. Dạ, cái bàn chân nó cũng dễ thương đâu, cái đuôi nó mới dễ thương. Trời ơi, nghe tới cái đuôi là tôi muốn đuôi. Quan coi cái đuôi nha. Ô, quan xin. Mới tới cái đùi là nó tới rồi. Thiệt là khổ ghê, sao mà thầy hiện hồn đúng lúc không nhỉ? Dạ. Gì đây, vô đây, chị đây. Dạ em về rồi mà em chợt nhớ ra là em quên cái bút. Cái bút? Thầy đề mà quên bút hả? Dạ. Vô kiếm cái bút rồi vậy. Dạ, dạ. Ông này kỳ ghê á. Cũng hơi tới nhà quan, tới cái đùi ổng vô chứ ông này em thích ăn khao câu không đó. Thầy nghe hết nói không? Dạ. Thầy là thích ăn khao câu không đó. Đâu có đâu Hoàng.
chắc là hai người này cũng gần nhau dữ lắm mà. Dạ. Thôi Quang về nha. Dạ. Khi mà Quang về rồi thì Hến về nha không. Trong huyện này ngoài Quang ra không có thằng nào đàng hoàng hết đó. Dạ. Quang đi ha. Dạ. Trà rượu bánh mứt chờ Quang ha. Quang nhớ tới sớm nha Quang. Đêm nay nha. Trà rượu bánh mứt chờ Quang ha. Dạ. Đêm nay. Hiện hồn đúng lúc khâm thì đó. Xong chuyện rồi chỉ còn nhớ Quang chứ đâu có còn nhớ Đề phải không? Dạ đâu có đâu. Thầy Đề nói quá chứ. Đối riêng với Hến thì... Thì sao? Ai làm ơn cho Hến, Hến đều tạc giả ghi lòng. Mau nó lên quá. Nhớ chứ, nói nhớ. Mà mời Quan Nguyện tới nhà, không có mời Đề. Dạ đâu có, cái đó là Quan tự động Quan muốn tới chứ em đâu có mời đâu. Còn riêng với thầy á thì... Sao? Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm nó quá dài. Thích nhất là cái chỗ quá già. Ừ. Vậy thì nói thiệt với em nha, Quan Nguyện nói gì chứ tối nay không có tới nhà em được đâu. Bởi vì ở nhà Quan Nguyện còn kẹt một sư tử Hà Đông rất là dữ. Chứ có mình Đề rảnh. Tối nay Đề sẽ tới nhà em. Nhớ chuẩn bị trà rượu bánh mứt nghe không? Đề sẽ ở lại tới sáng tu nghe. Dạ em biết rồi. Em sẽ lo. Thầy nhớ tới nghe. Nhớ chứ. Bởi vì trong cuộc đời em và trong đôi mắt em là trọng. Đôi mắt em là thầy biết sao không? Sao? Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui. Là thôi em về nha, cao quá em hát không nổi. Em chào thầy nha. Về đó. Đẹp mà còn hát hay mà tướng đi dịu dàng quá. Vậy là tối nay mình có thể phong lưu tới sáng. Thì Hến ơi, em đẹp lắm. Dạ. Dạ. Chào bà. Tan hầu rồi mà sông huyện nhà tôi vẫn chưa thấy về vậy hả ông thầy Tài? Dạ thầy Đề. Thầy Đề tên Tài. Biết hết. Nghe nói sáng nay có con mẹ Hến nào đi hầu quan trông cũng sặc mắt lắm. Cho nên cả thầy lẫn trò đều chết vê chết mệt. Em đâu có dám, con mình quan thôi. Cái gì? Quan tôi như thế nào? Thầy nói cho tôi nghe đi thầy Tài. Dạ. Nói đi. Dạ em nói không được, em nói Quang giết em chết à. Không đâu, không có sao hết trơn á. Ở đây chỉ có một mình thầy và một mình tôi thôi. Thầy không nói, tôi không nói thì làm sao ai mà biết được, có phải vậy không? Bà nói vậy thì em nói. Ừ. Sáng nay có thị Hến tới. Ừ. Quang khen thị Hến dữ lắm. À. Thị Hến đẹp, thị Hến cao, thấy không? Gì kỳ vậy trời? Chưa thấy người đàn bà nào kỳ cục như vậy. Chồng khen con gái khác mà đứng cười. Bà không? Nói đi thầy. Dạ. Nói đi. Dạ. Nói cho tôi nghe. Em nói cho bà nghe nhưng mà em sợ tao nói em nhiều chuyện lắm. Đâu có đâu. Thầy nói với tôi thì đâu có cái gì đâu mà nhiều chuyện, đúng không? Dạ. Nói đi thầy. Ông chê bà mặt xấu như con quỷ vậy đó. Quá. Trời ơi lạ. Lạ nữa. Chê như con quỷ mà còn cười.
nói đi thầy, nói nữa cho tôi nghe đi thầy. Sao ông quỷ nhà tôi sao, nói đi. Dạ, quan huyện còn hẹn thì đến tối nay tới nhà trà trà rượu bánh mứt rồi ngủ luôn tới sáng. Ngủ luôn tới sáng? Dạ. Bó tay luôn rồi. Trời ơi, chồng tới nhà gái ngủ tới sáng mà cười. Gì kì, bà ơi sao nói mà bà không có chút phản ứng sao bà? Tôi nói cho thầy Tài nghe. Dạ. Khi mà người ta nói câu chuyện cho mình nghe rồi thì mình phải nghe cái đầu, rồi mình phải nghe cái đuôi, rồi mình gộp nó lại có đúng vậy không. Nếu như mà nó đúng như vậy đó thì bắt đầu mình giận. Dạ. Giận xong cái bắt đầu mình tức. Tức xong rồi cái bắt đầu máu mình mới nổi lên. Nổi lên rồi mình xóp cái đầu. Mình Hết rồi, chào khán giả. Tất cả các bạn ơi. Trời ơi, hết hồng.